Xin chào cả nhà. Thì hôm nay em cũng sẽ làm một cái video cả nhà. Mình cũng làm một cái video chia sẻ cho cả nhà mình này về vấn đề mình cũng chăn nuôi gà cả nhà. Thì sáng nay em sẽ cho gà ăn cả nhà. Thì như cả nhà mình cũng biết đấy, đây là những cái con gà đẻ của em và thức ăn của nó cả nhà. Thì cũng chia sẻ thực tế với cả nhà là em thường ngày em sẽ cho một ngày ăn hai lần, ăn bữa sáng và bữa chiều tối. Thức ăn chính của nó là lúa và gạo cả nhà. Như em đang cho ăn gạo đây. Và có nhiều anh chị hỏi em là tại sao lại cho ăn gạo trong khi giá thành gạo nó tốn kém hơn. Thì em cũng chia sẻ thực tế cho cả nhà luôn là vì ở địa phương em người ta trồng lúa nước, bản thân gia đình em cũng có thể tự cung tự cấp được lúa nước này, mình rất là thoải mái trong vấn đề cho nó ăn. Và cái thứ hai nữa cả nhà, khi mình cho ăn gạo như thế này đấy là mình sẽ đi máy gạo ra, thì mình lấy cái cấm gạo đấy cả nhà, cái cấm gạo đó là để em nấu cấm lạnh cho heo. Tại vì bản thân mình ngoài chăn nuôi gà ra để kiếm thêm thu nhập thì còn có chăn nuôi heo nữa cả nhà. Thì chia sẻ thực tế như vậy, thì bây giờ mình cũng cho gà ăn cả nhà, và mình cũng sẽ đi chia sẻ cho cả nhà mình về một cái vấn đề là cái lợi ích khi mình chăn nuôi những cái con gà đẻ như thế này cả nhà. Thì như cả nhà mình cũng biết rồi đấy, chăn nuôi gà thì có nhiều hình thức cả nhà, từ gà đẻ, gà thịt. Nhưng mà bản thân mình cảm thấy là cái chăn nuôi gà đẻ này nó rất là hợp, nó hợp với bản thân của mình vì mình là bận rộn thường xuyên. Khi mình chăm nó cả nhà thì mình thấy mình cái công sức mình bỏ ra cho nó ít, nhưng mà cái lợi nhuận mình thu lại thì nó rất là hợp lý. Thì như cả nhà mình cũng biết rồi đấy, khi mà mới đầu mình hoặc là mình vào mà ý định mà nuôi gà đẻ đó cả nhà thì mình cũng phân vân rất là nhiều, là mình sẽ không biết là mình nên chọn giống gà nào, hoặc là cách mình chăm sóc nó làm sao, cũng như làm tổ như thế nào để cho nó đẻ, cũng như là cái chế độ dinh dưỡng nó làm sao cả nhà. Nhiều khi là mình cũng rất là phân vân. Thì đấy là cái giai đoạn mà hồi xưa đấy cả nhà, cái thời kỳ mà em chưa nuôi đấy, em nghĩ rất là nhiều. Mình sợ là mình nuôi ra không có thức ăn cho nó, hoặc là nó không có đẻ trứng đấy cả nhà, cũng như cái thời gian chăm sóc nó rất là lâu, rất là mất công, 7-8 tháng thì mới con gà nó bắt đầu đẻ được, và đẻ ra thì trứng lại bán cho ai. Nói chung là nhiều cái suy nghĩ lắm cả nhà. Nhưng mà khi mình bắt tay vào làm rồi, mình thấy một điều như thế này cả nhà, thật sự nuôi gà đẻ đó là một cái hướng đi, cũng như là một cái công việc phụ mà nó rất là thích hợp cho những cái người bận rộn cả nhà. Những anh chị nào mà không có thời gian nhưng mà mình lại có được cái vườn rất là rộng, thì mình tận dụng cái vườn đấy để mình kiếm thêm thu nhập. Thì như em đây cả nhà, đàn gà này là bình thường là em sẽ cho ăn, còn lúc trưa, nói chung là trong ngày đó nó sẽ ra vườn đầu sớ, em chăn thả với hình thức là không có kiểm soát luôn. Còn bây giờ em sẽ đi vào cái vấn đề là lợi ích của nó cả nhà. Thì như cả nhà mình cũng biết là cái lợi ích đầu tiên của con gà đẻ này là cái thời gian mình sử dụng nó lâu lắm cả nhà. Em khai thác nó rất là lâu, và mình gần như là cảm thấy là nếu mà khai thác tối đa nó cũng tầm được 5-6 năm thôi cả nhà, trên một lứa gà. Cái lợi nhuận của nó thì cũng chia sẻ với cả nhà, nó không có nhiều, nhưng mà nó luôn giúp cho mình có một cái thu nhập hàng ngày cả nhà. Như một ngày nào nó cũng bình quân cho mình 50-60 ngàn, 100 ngàn, ví dụ như vậy cả nhà. Thì số tiền đấy thì đủ để mình trang trải những cái nhỏ lẻ trong cuộc sống, ví dụ như em bản thân em đây, như tiền ăn sáng uống cà phê cả nhà, hoặc là tiền thỉnh thoảng mình cần những cái đồng tiền nhỏ lẻ mà cái thu nhập chính của mình nó chưa về, thì mình cũng khó cả nhà, cũng có là cái nơi để mình đồng ra đồng vô. Với lại em cũng thấy là trong quá trình nuôi như thế này cả nhà, ngoài vấn đề mình bán rồi đấy, thì mình cũng có cái được cái thực phẩm để mình sử dụng hàng ngày cả nhà. Nói vậy chứ cũng không là đẻ ra 2-3 quả trứng, các anh chị mà không có thức ăn ấy, mình cũng có thể lấy trứng đó mình làm một cái món ăn. Chứ còn thực sự khi mà mình nuôi gà thịt ấy, thì không thể nào ở bên đây không có thức ăn, mình bắt nguyên một con gà mình làm thịt được, cái đó là thỉnh thoảng thôi, chứ không thể ngày nào mà mình cũng làm thịt con gà mình ăn được. Thành ra là cái tiện rất là tiện ích cả nhà. Đó là vấn đề từ giá lương, từ thương phụ giúp mình các lương thực thực phẩm ấy cả nhà. Ngoài ra em còn thấy một cái rất là hay trên gà đẻ này nữa cả nhà, khi mà cái thời gian mình nuôi nó rất là lâu, là có nghĩa là từ 1 tháng đến 6-7 tháng mình mới có thu nhập cả nhà. Nhưng mà khi mà mình đã có thu nhập rồi đấy, bắt đầu mà nó vào sinh sản đấy, thì nó đẻ rất là đều,
cho dù anh chị mình có chế độ dinh dưỡng nó nhiều nòn đi chăng nữa, gọi là thức ăn truyền thống thôi, ăn đơn giản thôi, nhưng mà mình chỉ cần biết chọn cái giống gà cả nhà thì nó đã cũng rất là được, và vẫn luôn có lợi nhuận cho mình. Cái giữa cái cán cân thức ăn đưa vào và cái quả trứng nó đẻ ra thì vẫn có số dư cả nhà. Nói chung là mình không có bị lỗ. Anh chị mà có điều kiện ấy, thì cho nó ăn nhiều lên thì nó đã nhiều. Em không có điều kiện, ví dụ như vậy, em thì em cho nó ăn ít thì em lại có thu nhập ít thôi, chứ cơ bản là mình cũng không có mắc gì hết. Mình cũng không có sợ như cái con thịt, như con gà thịt là các anh chị là phải nuôi cho đúng thời điểm, nuôi cho đúng mục đích, cũng như là cho ra cho đúng cái thời điểm để bán cho nó được giá nữa. Còn là gà đẻ này không cần cả nhà. Với lại con gà đẻ này như em có nói rồi là ngày nào mình cũng có tiền, chứ còn con gà thịt đấy là 4-5 tháng anh chị mới có một lần, nên thành ra là khi mà nó trúng gà thịt nhá, khi mà anh chị trúng là anh chị sẽ có một cục bạc rất là to, nhưng mà khi mà gặp chuối trong vấn đề chăn nuôi thì mình mất hết. Còn con gà đẻ thì mình đã khai thác từ từ rồi, mình cũng có đã chút cái nguồn vốn rồi nha, hoặc là cũng có chút lợi nhuận từ hắn rồi, nếu có dịch bệnh xảy ra thì mình cũng vui vẻ, vì cơ bản thì mình cũng đã thu nhiều từ nó rồi. Với lại cái mình thích nhất gà đẻ là mình không có chăm nhiều, sức đề kháng nó rất là cao rồi nha, chỉ cần nó qua được cái giai đoạn nó lên trưởng thành đấy cả nhà, nó ở 6-7 tháng rồi em thấy nó rất ít là bị bệnh, gần như là nó không có bị cái bệnh gì hết. Mình cũng chẳng chăm gì, cũng không còn làm vệ sinh nữa, em chỉ làm vệ sinh giai đoạn nhỏ thôi, còn giai đoạn lớn là em không có làm nữa cả nhà, em chỉ có lâu lâu em sử dụng cho nó thôi. Với lại thỉnh thoảng mình bổ sung những chất đọt, nói chung là vitamin rồi đấy, hoặc là chất đọt những cái chất bổ cả nhà, để cho nó có sức nó đẻ thôi, chứ còn chẳng kháng sinh gì cả, vì cơ bản là mình cũng là nuôi gà đẻ lấy trứng để ăn, cũng như bán cho những gia đình mà người ta cần cái thực phẩm sạch đấy, nên mình cũng không có dùng thuốc kháng sinh nhiều, và gần như là không có dùng như vậy nha. Thì mình cũng thấy là gà đẻ này nó cũng có rất là nhiều lợi ích cả nhà. Với lại cái thứ hai nữa, khi mà mình nuôi gà đẻ này cả nhà, mình không có quan trọng giá cả thị trường, mình không có sợ đầu ra. Khi anh chị nuôi với số lượng vừa phải phải như thế này là các anh chị không sợ đầu ra, cũng không sợ là giá cả thị trường như lên xuống như thế nào, hoặc là cái nguồn cóm cho nó ăn là hôm nay là cao hay là thấp, bởi vì mình có chia sẻ là thực phẩm nó cao quá thì mình cho nó ăn ít lại, ăn ít thì nó để ít, mình lợi ích lại thôi, chứ cũng không có sợ như những con gà thịt cả nhà. Chứ gà thịt nó vậy cho anh chị mà không cho nó ăn là nó sẽ ốm đi, và nó chậm tiến độ, thành ra là mình sẽ bị lỗ. Con gà đẻ thì chia sẻ thực tế là không có. Thì cái cách nuôi của em như thế này là em nghĩ là nó rất là hợp, nó hợp cho những cái anh chị, những cái cô chú mà ở quê á, hoặc là ở thành phố cũng được, nhưng mà mình có miếng tiền nhỏ nhỏ vậy mình nuôi, mình chăn thả để mình thứ nhất là mình kiếm đồng ra đồng vô, y như đồng lương hưu của mình hả vậy nha, ngày 70-80 ngàn khoảng kiếm 2-3 triệu ví dụ như vậy. Có xây sở những nước cà phê cà phố, hoặc là thỉnh thoảng con cái mua sách vở đấy cả nha, thì nó rất là hay. Chứ còn về để làm giàu về nuôi gà đẻ thì các anh chị phải nuôi số lượng nhiều đây, nuôi kiểu nuôi làm kinh tế luôn ấy, còn mình là chỉ nuôi phụ phụ thôi, và nuôi vậy mà nó khỏe, mình chẳng lo nghĩ hay cả nhà. Thì cũng chia sẻ thực tế với cả nhà, còn để nuôi nó được thuận lợi cũng như nuôi nó được cái kết quả kinh tế cao thì quan trọng là cái giống gà cả nhà. Cái giống gà đẻ nó dạy cho nó quyết định 80%, cái dinh dưỡng nó chỉ 20% thôi. Có những cái giống gà đẻ nó đã đẻ nhiều á, anh chị mình có không cho ăn, xin lỗi trời, cho ăn ít nó cũng đẻ, như em này chỉ cho ăn lúa gạo thôi mà nó vẫn đều đều 30 con, nhưng mà ngày 15-16 thậm chí có ngày 20 quả là chuyện bình thường. Tại vì sao? Thì cái giống gà nó như vậy. Chứ còn bây giờ mà đâu có phải là do thức ăn đâu, thức ăn chỉ một phần thôi, thức ăn với lại môi trường là yếu tố một phần nhỏ thôi cả nhà. Còn 80% là con giống, mình phải biết chọn con giống, nhưng mà mình phải hài hòa giữa bởi cái con giống này vừa đẻ được trứng nhiều nhưng mà cũng vừa sống được ở môi trường tự nhiên tốt. Chứ còn bây giờ mua mấy con gà siêu trứng thì các anh chị thả tự nhiên vậy, nhiều khi nó không đẻ luôn đâu. Bởi vì là những con gà siêu trứng đấy là nó cần đòi hỏi một cái lượng dinh dưỡng rất là cao, cộng với cái môi trường sống của nó là phải cực kỳ tốt nó mới đẻ. Cái con sống mà kiểu chăn thả như thế này là nó không đẻ, nên thành ra là mình phải biết hài hòa giữa sức đề kháng của con gà, hài hòa giữa cái môi trường nó có hợp hay không, và cũng như hài hòa giữa cái lượng trứng nó đẻ ra. Thì đây là em cũng chia sẻ cả nhà mình như thế về cái vấn đề hiện nay em đang chăn nuôi con gà đẻ như thế này, cũng như chia sẻ những cái lợi ích của nó mà mang lại cho bản thân em. Em cũng gửi đến cho tất cả anh chị những người cùng đam mê chăn nuôi gà mà bất kiểu nhỏ lễ hội gia đình như em cũng xin kết thúc cái video tại đây cả nhà.